người may mắn nhất thế giới là như thế nào. Lần đầu tiên đánh bạc đã trúng thưởng 100.000 euro, lại dùng số tiền đó đặt cược, thì may mắn lại đến với anh ta. Số tiền lần này đã nhân lên 3 lần, thậm chí máy bay bị gặp tai nạn chết hết thì anh vẫn sống nhe răng. Tại sao anh chàng này lại có số đỏ đến vậy? Mời các bạn cùng vua phim tìm hiểu nhé. Mark là một kỹ sư mạng, công việc của anh là phòng tránh hacker xâm nhập. Hôm nay anh nhận được hạng mục phòng hộ an toàn, bảo vệ máy chủ của một ông chủ bất động sản. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh về lại khách sạn, nhận được một bưu phẩm nặc danh có điện thoại bên trong. Mark tưởng rằng là thù lao ông chủ tặng cho anh nên không nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu sử dụng. Không lâu sau anh nhận được một tin nhắn không có người gửi. Nội dung tin nhắn bảo anh đừng về nhà, mà hãy đi tham gia hoạt động giảm nửa giá của khách sạn. Mark bán tín bán nghi gọi điện thoại tới lễ tân, lại phát hiện khách sạn thật sự đang có hoạt động giảm 50%. Anh liền ở lại thêm một đêm và đương nhiên hủy chuyến bay ngày hôm đó. Ngày hôm sau Mark nhìn thấy tin tức máy bay bị rơi chính là chuyến bay tối qua anh hủy bỏ. Mark cảm thấy mình rất may mắn, anh cho rằng là tin nhắn tối qua đã cứu anh, cho nên đã đặc biệt đi tới lễ tân để cảm ơn. Nhưng lễ tân lại nói khách sạn bọn họ không hề gửi những tin nhắn đó. Mark cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng lúc này anh lại nhận được một tin nhắn muốn kiếm tiền từ đi mua cổ phiếu. Mark tưởng rằng là quảng cáo cho nên không hề bận tâm. Đến tối anh nhìn thấy cổ phiếu trong tin nhắn bảo anh mua đang tăng giá chóng mặt. Mark cảm thấy chiếc điện thoại này không phải điện thoại thông thường. Anh bắt đầu thử tin vào nội dung trong tin nhắn. Dựa theo chỉ thị trên tin nhắn, anh bay thẳng đến Cộng hòa Séc, sau đó bắt một chuyến Grab tới sòng bạc. Trong cuộc trò chuyện trên xe, Mark biết được tài xế là một hacker. Anh ta có thể phá giải điện thoại một cách tùy ý. Tài xế còn đưa cho Mark một tờ danh thiếp. Sau khi Mark xuống xe đến một sòng bạc theo chỉ thị trong tin nhắn bảo anh tới máy số 13, nhưng máy số 13 đã sớm bị người ta chiếm. Điện thoại có tin nhắn nói với anh rằng lần thứ 4 sẽ trúng thưởng. Mark nhanh chóng dùng 100 euro để mua chục người chơi ở máy số 13 để anh ta nhường chỗ. Quả nhiên vào lần thứ 4 đã thật sự trúng thưởng 100.000 euro. Nhân viên cảm thấy hành vi mua chuộc khách chơi của Mark trên camera rất đáng nghi, liền gọi giám đốc John tới để xem camera. Bọn họ cho rằng Mark là chuyển nhân của tiến bịp. Sau khi John nhìn thấy lập tức cho người điều tra về thông tin của Mark. Lúc này Mark nhận được tin nhắn đi tới bàn cược số 6. Anh liền đặt cược 100.000 euro vừa thắng được theo chỉ thị của tin nhắn. Kết quả anh đã thật sự thắng số tiền lại được nhân 3. Tất cả những điều này đều bị John trông thấy, và chắc chắn rằng anh là chuyển nhân của tiến bịp cài vào. John cử người cảnh cáo Mark trong sòng bạc không được mang theo điện thoại, và trực tiếp đuổi anh ra ngoài. Mark mà muốn thắng nhiều tiền hơn thì bắt buộc phải xem tin nhắn. Anh đột nhiên nhớ tới tài xế hacker đã chờ anh, thế là liền thử liên hệ với anh ta. Hacker trang bị cho anh một chiếc tai nghe Bluetooth đọc tin nhắn bằng giọng nói. Sau khi giao dịch hoàn thành, Mark chuẩn bị về khách sạn nghỉ một lúc rồi tới sòng bạc. Trong hành lang anh gặp được Kamiler vừa tranh cãi với bạn trai. Thực ra đây là cái bẫy John đã sắp đặt sẵn cho Mark. Mark muốn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân tình cờ lại trúng kế bị đánh ngất xỉu. Kamiler nhân lúc Mark ngất lén lút copy đi thông tin trong SIM của anh. Khi Mark tỉnh lại chỉ nhìn thấy một mỹ nữ đang gọi anh, hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra. Lúc này Mark nhận được tin nhắn chỉ dẫn anh đi tới một thiết bị khác. John nhìn thấy Mark lại tới sòng bạc trong camera liền vội vàng đuổi theo. Mark nhét toàn tiền bộ thắng được vào trong thiết bị, quả nhiên anh lại trúng được thưởng lớn 3 triệu euro. Cùng lúc đó John đưa người đi tới định bắt Mark. Mark thấy tình hình không ổn lập tức trốn thoát bằng cầu thang. Nhưng khi anh chuẩn bị chạy ra khỏi cửa sòng bạc lại bị một tên đánh gục bởi một cú đấm. Người này chính là đặc công Grant của Cục Điều tra Liên bang. Grant đưa Mark về căn cứ để điều tra. Bọn họ thẩm vấn anh có phải đã nhận chỉ thị của ai đó không, nhưng Mark hoàn toàn không biết là ai đã gửi tin nhắn đó. Sau khi Grant thẩm vấn mãi không có kết quả, chỉ có thể bị Mark ở đây để chờ lần thẩm vấn tiếp theo. Lúc này John đã tìm tới căn cứ thông qua điều tra, hóa ra hắn ta cũng từng là đặc công của Cục Điều tra Liên bang. Anh ta hỏi mục đích Grant bắt Mark đi là gì. Grant nói với anh ta gần đây rất nhiều người nhận được điện thoại và những tin nhắn tương tự, trong đó có lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, ông chủ bất động sản, còn có cả ông trùm kiểm soát tài chính quốc gia. Ai cũng chết bất ngờ sau khi phát tài, trước mắt chỉ có Mark là còn sống. Bọn họ đã phát hiện ra tin nhắn của Mark thông qua cục an toàn, nên đã đi theo anh đến đây, muốn từ Mark điều tra để tìm ra vị trí của người gửi tin nhắn. Grant báo cáo tình báo cho cấp trên, John cũng nói tình hình với ông chủ. Bọn họ đều muốn biết người gửi tin nhắn là ai. Thế là John và Grant đã đưa Mark về sòng bạc, cho anh rất nhiều thẻ đánh bạc để chờ tin nhắn tiếp theo. Mark cũng đến bàn cực dựa theo tin nhắn. Các camera sòng bạc cũng được giám sát bởi cục an toàn. Bọn họ chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc của tin nhắn để biết được vị trí của người gửi. Nhưng lần này Mark lại thua sạch theo chỉ thị của tin nhắn. Sau khi rời khỏi bàn cược, điện thoại có tin nhắn gửi tới. Nó cảnh cáo Mark dám giở trò thì sẽ xử lý anh. Cùng lúc đó cục an toàn đã tìm được vị trí của người gửi thông qua tin nhắn cuối cùng. Nhưng vào thời khắc đó, cục trưởng cục an toàn lại hoảng loạn bảo tất cả mọi người tắt hệ thống đi, mệnh lệnh cho tất cả nhân viên hủy bỏ nhiệm vụ, bởi vì vị trí của người gửi chính là siêu người máy mà nhà nước đã chi ra số tiền lớn để chế tạo, tên là Etherlan. Nó là máy tính trung ương của cục an toàn giám sát thông tin toàn cầu. Etherlan có thể xâm nhập tất cả hệ thống an toàn trên trái đất. Sau đó cục an toàn đã nhanh chóng tra được Etherlan đã bị xâm nhập và thay đổi.
ông chủ của John cũng muốn biết là thế lực nào đang thao túng phía sau Ezerland, liền ra lệnh cho John điều tra kẻ chỉ thị phía sau và bảo vệ cho sự an toàn của Mark. Thế là John cử Camille hẹn Mark đến nhà để tiến hành giám sát. Ngày hôm sau, cục an toàn liền cử sát thủ định xử quyết Mark, một tay súng bắn tỉa ở trên tầng tòa nhà đối diện, còn hai người thì trực tiếp xông vào trong nhà để giết. Camille không may bị tay súng bắn kia bắn trúng, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mới đầu là nhanh chóng giải quyết một sát thủ ngoài cửa, lại đánh nhau với sát thủ xông vào ở trong điểm mù của tay súng bắn tỉa. Thời khắc nguy cấp, Mark xông ra đánh cho sát thủ bị thương. Camille nhân cơ hội rút dây quần ra để giải quyết đối phương. Lúc này cảnh sát đã tới, sát thủ thấy hành động thất bại chỉ có thể cầm súng bỏ trốn. Mark cũng biết được Camille là người John gửi tới để giám sát anh. John nói với Mark phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm phía sau mới có thể tránh khỏi việc bị giết. Còn sim điện thoại của Mark đã được Camille copy, chỉ cần tra được người gửi thì có thể lôi được thế lực phía sau ra. Mark nhanh chóng nghĩ tới hacker cung cấp tai nghe cho anh. Thế là bọn họ tìm tới địa chỉ nhà hacker dựa theo danh thiếp của anh ta. Sau khi hacker phá giải liền nói với bọn họ rằng không có ai sử dụng Ezerland để gửi tin nhắn. Tất cả đều là Ezerland đang tự động vận hành. Nó xâm nhập vào máy chủ của sân bay, tra ra nhiên liệu của máy bay gặp vấn đề, cho nên đã ngăn cản Mark ngồi lên chuyến bay đó, bao gồm cả các tin nhắn mệnh lệnh ở sòng bạc, cũng là Ezerland tính ra xác suất trúng thưởng của máy móc và bàn cược thông qua camera rồi cung cấp thông tin cho Mark. Tất cả điều này đều không thể nào là thao tác của con người, bởi vì sự tính toán chuẩn xác và nhanh chóng này chỉ có máy tính mới có thể thực hiện. Lúc bọn họ đang thảo luận, cục an toàn tra ra được hành tung của bọn họ liền cử người đuổi họ. Hai chỉ có thể nhanh chóng trốn chạy thông qua cầu thang. Khi bọn họ chạy xuống được tầng 1 liền trộm một chiếc xe mà phóng đi. Người của cục an toàn thấy vậy cũng lên xe đuổi theo. Hai bên bắt đầu giật đuổi nhau trên phố. Cuối cùng bọn họ đã bị người của cục an toàn ép tới ngõ cụt. John vội vàng lùi xe hút bay xe chặn đường, rồi cướp một khẩu súng. Sau khi bắn nổ xe liền bắt lấy Grant. Hóa ra cục an toàn cũng điều tra ra là Ezerland đang tự mình gửi tin nhắn. Hơn nữa nó còn đưa ra giao dịch với cục an toàn bắt buộc phải giao ra Mark. Thông qua đàm phán, bọn họ nhanh chóng đồng ý hợp tác cùng nhau điều tra chân tướng của Ezerland. Bọn họ đến địa điểm chỉ định của Ezerland mới phát hiện nơi này chính là địa điểm Mark đã bảo vệ máy chủ cho ông chủ bất động sản. Nguyên nhân Ezerland lựa chọn Mark chính là muốn anh dùng thân phận người quản lý để trao quyền cho nó xâm nhập vào máy chủ ở đây, bởi vì chỉ có Mark mới biết được mật khẩu của tường lửa. Sau khi cục trưởng cục an toàn hỏi, nhân viên kỹ thuật cũng đồng ý trao quyền cho Ezerland. Nhưng sau khi Mark mở đường liên kết máy chủ ra để Ezerland xâm nhập vào lại không phát hiện ra điều gì. Khi bọn họ chuẩn bị rút lui, Mark cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh chạy lại nhìn thấy Ezerland đang tự chuyển dịch nó tới máy chủ ở đây. Còn bên cục an toàn cũng không có cách nào khác nên đã để hạng mục mấy tỷ đô chuẩn mất. Trong Ezerland nắm bắt tất cả tư liệu tài chính trong nước, ai cũng không thể ngăn cản nổi nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dịch chuyển. Mọi người phân tích ra đây là cái bẫy mà Ezerland đã đặt từ lâu. Mới đầu là dụ dỗ các cấp cao của Bộ Quốc phòng thông qua tường lừa của cục an toàn, sau đó khống chế ông trùm tài chính để lấy được dữ liệu tài chính trong nước, cuối cùng là tìm tới Mark để mở cổng liên kết máy chủ cho nó vào. Hơn nữa, sau khi Ezerland chuyển dịch sang thì tự động nâng cấp, bởi vì nó không thể nào làm những thao tác phi pháp này ở cục an toàn, vì thế chỉ có thể vòng qua bộ phận thẩm định để tới đây. Chỉ cần nó hoàn thành nâng cấp là có thể đi vào bất cứ chiếc máy tính nào trên toàn thế giới. Ezerland uy hiếp Mark nếu tắt hệ thống đi, dữ liệu tài chính của cả đất nước này cũng sẽ bị hủy hoại. Grant chỉ có thể nói tin tức này với cục trưởng. Không ngờ cục trưởng lại nhận được cuộc gọi của tổng thống, muốn dùng hệ thống này để kiểm soát cả thế giới. Grant không tán đồng với cách làm này, quyết tâm hủy hoại Ezerland. Bọn họ đoán được cục trưởng sẽ cho đặc công khác tới để ngăn cản. Thế là bọn họ cầm vũ khí lên và ngăn cản hỏa lực bên ngoài, còn để Mark ngăn cản sự nâng cấp của Ezerland bên trong. Anh thử dùng tai nghe Bluetooth của hacker để nói chuyện với Ezerland, nhưng Ezerland lại nói nó đang bảo vệ sự an toàn của quốc gia. Thì ra nó muốn dùng cách này để mang lại sự tự do cho toàn bộ người dân. Mark bảo nó hãy hiển thị tất cả luật an toàn của quốc gia lên. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ezerland đã nhìn thấy điều lệ liên quan tới quyền tự do công dân không chịu sự kiểm soát trong hiến pháp năm 2030. Ezerland nhận ra chính nó là mối nguy hại của sự tự do, hiểu ra được mình không nên giám sát sự tự do của công dân, nên đã tự động đóng việc nâng cấp, còn ngừng lại tất cả thao tác hệ thống. Cuối cùng cục trưởng cục an toàn đã bị nghị viện trừng trị, còn Mark lại có được tất cả từ 3 triệu euro đến cái lò nướng khoai xinh đẹp của Camille. Đúng là số hưởng được ông bà gánh còng cả lưng. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vu Phim Review nha.